250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lô Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Sư Lợi Bà Thường Tinh Tân, cùng dự pháp hội của trời Đề Tinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, hiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao Thất Bà, nước Tam Công Đức chảy hoài công sân, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt, vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua Mạn Đà La, tìm thêm hương sắc, dân chúng cõi này thường nhặt hoa ấy, vận sức thần thông bay khắp mười phương, cúng dường chư Phật, chưa về một quốc ăn trong tình thức, song
rồi kinh hành từng bước thành thơi, này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh thu, bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng. Và băng thi diệu bày bồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thức. Bày xa lời phân ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm băng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe. Lợi Phật thế giới cực lạc.